Xuân Long và Thúy Vi xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng mỗi ngày, cập nhật các thông tin, kiến thức hữu ích trên lĩnh vực nông nghiệp. Quý vị có thể theo dõi lại các thông tin đã phát sóng và tương tác với chúng tôi trên fanpage Truyền hình Lâm Đồng. Những thông tin đáng chú ý sau đây sẽ được cập nhật cùng với quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh sẽ có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu hụt nguồn nước tưới tiêu ở mức trung bình cho đến cao. Tổng lượng mưa theo dự báo đạt thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 15%, dòng chảy sông suối thấp hơn trung bình nhiều năm từ 8 đến 40,5%. Căn cứ dự báo cảnh báo thời tiết thủy văn thời hạn mùa của tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, đơn vị, thì hiện nay các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn có thể đáp ứng nhu cầu cấp nước. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nếu xuất hiện tình trạng nắng nóng kéo dài, hạn hán có khả năng gây ra ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Cụ thể, đối với cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dự kiến có khoảng 9.274 hectare đất sản xuất sẽ bị thiếu nước tại một số khu vực, trong đó đa phần thuộc các khu vực xa nguồn nước. Đối với cấp nước sinh hoạt nông thôn, dự kiến có khoảng 1.684 hộ dân bị ảnh hưởng do thiếu nước. Để chủ động trong công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, dung tích trữ trong các hồ thủy điện, thủy lợi lớn đến cuối tháng 11 năm 2023 chỉ còn khoảng 90% so với thiết kế. Mực nước trong hồ thủy lợi phổ biến thấp hơn so với mực nước dân bình thường từ khoảng 0,1 đến gần 1 mét. Đối với các hồ thủy điện thấp hơn từ 0,2 đến gần 3 mét. Trước dự báo này, mùa khô năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Di Linh dự báo nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho diện tích khoảng 2.500 hectare đất sản xuất thuộc địa bàn các xã Gia Bắc, Sơn Điền, Tân Lâm, Đinh Trang Thượng, Tam Bố, Đinh Trang Hòa, Liên Đồng và Tân Nghĩa. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Di Linh đang triển khai các giải pháp để chủ động chống hạn. Trước tiên là kiểm tra, rà soát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng hồ đập về dung tích, cống xả đáy và thân đập. Huyện Di Linh cũng đã xây dựng phương án cụ thể trong việc điều tiết cung cấp nước của công trình thủy lợi Hồ Ca La, đồng thời có phương án nạo vét các hồ Long Cư, xã Gung Ré, hồ Đạ Trê, xã Tân Lâm, hồ Thanh Bạch, xã Đinh Lạc và hồ La Òn, xã Hòa Bắc. Bên cạnh đó, huyện Di Linh cũng chỉ đạo 19 xã thị trấn đẩy mạnh việc rà soát những khu vực, vị trí để chủ động phát triển loại hình thủy lợi vừa và nhỏ, đào ao hồ nhỏ để trữ nước, rà soát nạo vét ao hồ nhỏ, tăng cường các nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào. Ngành nông nghiệp huyện Di Linh cũng tăng cường thông tin tuyên truyền trong nhân dân về việc phát triển hệ thống nước tưới tiên tiến, tiết kiệm, chuyển đổi giống cây trồng sử dụng nhiều nước sang sử dụng ít nước để tăng hệ số sử dụng đất, giảm nước tưới. Bên cạnh giải pháp ứng phó với hạn hán và mùa khô thì phòng chống sâu bệnh hại thời điểm này cũng được ngành nông nghiệp các địa phương đặc biệt quan tâm. Trong đó, huyện Đạo Oai đang khuyến cáo nông dân các biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây điều trong giai đoạn bung chồi, ra hoa. Theo đó, nông dân cần thường xuyên thăm vườn, phát hiện sâu róm gây hại rải rác, có thể xông khói, thu gom tiêu hủy các cành lá có ổ trứng và sâu non mới nở. Khi sâu róm mật độ từ 3 đến 5 con một cành, thì dùng các loại thuốc diệt trừ như FM Top 50EC, Siberan 10EC, Vovinam 2.5EC, Simerin 5EC. Ngoài ra, phòng trừ bọ xít mũi, bọ phấn đục nõn, sâu đục thân và đục cành bằng các loại thuốc FM Top 25EC, Motoc 5EC, quam tóc 100EC. Phòng trừ bệnh tháng thư xì mũ với các loại thuốc như propinet, copper hydroxide, cuproxit. Được biết cây điều ở Đạo Oai hiện đang bung chồi ra hoa, bình quân từ 20 đến 30% diện tích. Tỷ lệ cao nhất bọ xít 20% chồi, bệnh tháng thư 19,8% chồi. Các thông tin liên quan đến xuất khẩu nông sản sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng đầu tiên năm 2024, xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, trung bình mỗi ngày, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận khoảng 500 xe hàng, chủ yếu là trái cây tươi xuất khẩu sang thị trường 1,4 tỷ dân. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhờ các cửa khẩu rút ngắn thời gian thông quan nên không có tình trạng ùn ứ xe hàng xuất khẩu. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thực hiện nhanh quy trình kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Với tốc độ tăng trưởng tích cực của năm 2023, triển vọng xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2024 này dự báo tiếp tục khởi sắc. Đây là dự báo của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, ngành hàng rau quả cũng cần duy trì, nâng cao chất lượng, tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng, truy xuất nguồn gốc thì mới có thể tận dụng được cơ hội thị trường. Theo Bộ Công Thương, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, đối mặt với những yêu cầu vào nhiều thị trường.
Dự báo này hoàn toàn lạc quan khi mà ngay từ đầu năm, trái bơ và chanh leo của Việt Nam đang được chính phủ Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường nhập khẩu. Được biết, kết quả này có được sau khi Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam dẫn đầu đoàn công tác sang làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc để tăng cường hợp tác, thúc đẩy xuất khẩu nông sản giữa hai nước. Phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, sau buổi làm việc với đoàn công tác Việt Nam, Trung Quốc đồng ý sẽ mở cửa thêm cho nhiều loại trái cây chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là xem xét mở cửa thị trường cho trái bơ và chanh leo Việt Nam được tiếp cận thị trường tỷ dân. Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng đang xem xét bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ Việt Nam và sẽ phối hợp với các cơ quan xuất nhập khẩu của Việt Nam để phối hợp xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu cá tầm, tôm hùm bông theo cơ chế đặc biệt và sẽ đưa vào nghị định thư giữa hai nước. Thưa quý vị và các bạn, đây là vườn hoa hồng gần 1 hecta của một nhà nông ở tổ dân phố Đăng Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Thay vì phải lo lắng, vất vả canh thời điểm cắt hoa để bán giá cao, lúc giá thấp thì lại đổ xô bán lỗ, nhà nông Nguyễn Lớn chọn hướng liên kết với doanh nghiệp. Đã 25 năm gắn bó với nghề trồng hoa hồng, liên kết sản xuất tiêu thụ với doanh nghiệp cũng đòi hỏi nhà nông này phải chăm sóc hoa đúng kỹ thuật, đổi mới giống hoa và cắt hoa đúng tiêu chuẩn. Với gần 1 hecta nhà kính chuyên canh tác hoa hồng, hiện tại ông Nguyễn Lớn đang trồng những giống hồng mới đẹp theo yêu cầu của doanh nghiệp. Trồng hoa hồng cho doanh nghiệp, chất lượng bông hồng phải được đặt lên hàng đầu. Từ gốc hồng dài được cắt, sau đó ghép với những chồi hồng nhập giống mới. Cả quá trình phải đảm bảo để những cây hồng phát triển tốt cho những cánh hồng đẹp nhất. Qua 25 năm gắn bó với nghề trồng hồng, kinh nghiệm ghép hồng của ông cho tỷ lệ sống cao. Hiện tại với 9 sào nhà kính chuyên trồng hồng, trên 10 loại hoa có màu được ưa chuộng, gia đình đã ký hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp đảm bảo đầu ra 100%. Nói chung mình bán làm bên công ty, hợp đồng bên công ty thì giá cả nó ổn định, không phải lo gì hết, làm miễn là bông nó đẹp thôi. Không phải lo đầu ra đầu vô vậy, nó khỏe lắm. Làm bên công ty chủ yếu là mình uy tín thôi, nói chung là bông mắc rẻ gì mình cũng phải bán cho công ty hết. Người ta chuyên kinh doanh rồi, người ta chuyên mua bán rồi thì cái việc đó người ta nó dễ hơn. Mình cứ có việc mình làm thôi, mình chăm cái hoa mình cho nó đẹp thôi. Giá hồng trên thị trường khá thất thường, có lúc hoa hồng đạt giá từ 2 đến 3.000 đồng một cành, cũng có lúc cành hồng chỉ có giá từ 3 đến 500 đồng. Để tránh tình trạng giá cả thất thường gây thiệt hại cho người nông dân, ông Nguyễn Lớn đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với sàn giao dịch hoa Đà Lạt, Đà Lạt.flowers. Công ty thu mua giá 1.600 đồng một cành, xe chở tại vườn ngay sau khi hoa được thu hoạch. Giá 1.600 đồng không cao, tuy nhiên rất ổn định. Việc của người nông dân chỉ là sản xuất hoa, đạt chất lượng, đạt sản lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Hiện tại, vườn hồng đang thu hoạch liên tục với sản lượng 15.000 cành một tháng một sào. Ngày nào mình phải nhìn nó hết. Chứ mình phát hiện bệnh kịp thời. Còn không là lỗ chết luôn. Bông phải đẹp. Không rụng lá, không sâu, không bệnh. Đủ tiêu chuẩn chịu ca. Câu chuyện liên kết giữa nông dân doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ hoa không mới. Nhưng để thực sự hiệu quả và lâu dài thì cần có cả một quá trình. Sàn giao dịch hoa tươi Đà Lạt.flowers với hệ thống cửa hàng hoa yêu thương ở các tỉnh thành phố lớn là ưu thế để hoa của nông dân được tiêu thụ ổn định. Doanh nghiệp thì sẽ mở rộng được quy mô, đa dạng nguồn nguyên liệu, phục vụ người yêu hoa. Chúng ta biết rằng là Đà Lạt thì phù hợp với những cái hoa và lá ở cái vùng ôn đới. Tuy nhiên ở Bến Tre thì họ lại có thể trồng được những lá về nhiệt đới, hoặc là những cái vùng ven thành phố Hồ Chí Minh thì họ có thể trồng được những cái hoa lan của vùng nhiệt đới. Ở Hà Nội hoặc những cái vùng hoa khác thì nó đều có những cái vùng hoa riêng của mình. Thật ra việc đa dạng vùng hoa nó cũng sẽ tạo ra cái sự ổn định cho cái việc mà rằng là chúng ta có một cái gọi là một cái sản lượng nó dồi dào. Bởi vì hiện nay chúng ta không thể cạnh tranh với hoa Trung Quốc được, bởi vì cái sản lượng của chúng ta rất là yếu. Chúng ta có thể sản xuất được với chi phí rẻ nhưng mà chúng ta có cái sản lượng rất là thấp thì chúng ta cũng không thể là cạnh tranh được ở những cái thời điểm mà nó có nhu cầu tăng cao. Ví dụ những ngày lễ chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là cái nguồn hoa của chúng ta cung cấp về thị trường rất là hạn chế và nó giúp cho chúng ta là không có sự ổn định. Nên tôi ủng hộ cái việc mà đa dạng vùng nguyên liệu để cho nó có sự cân bằng và có sự hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều nhà vườn cắt theo thói quen, khi bông mới chớm nở đã cắt. Nhưng theo yêu cầu của doanh nghiệp, bông hồng phải được thu khi đã xoáy đầu, nở nhẹ.
bông hồng giai đoạn xoáy đầu sẽ đảm bảo bông nở hoàn toàn khi đến tay người tiêu dùng. Độ dài của bông phải đạt từ 60cm trở lên mới đảm bảo đúng chuẩn, cung cấp cho doanh nghiệp. Chính những yêu cầu này giúp cho nông dân ở Lạc Dương cũng như thành phố Đà Lạt dần chuẩn hóa quy trình thu hoạch hoa. Nội dung đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin liên quan đến các mô hình nông nghiệp hiệu quả, các kinh nghiệm canh tác hữu ích, hãy gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.